Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Pierre Audio. Tiếp tục thanh lý một số cửa hàng trưng bày cho bác anh em. Thì với video ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho bác anh em một em đẩy 80 sò size 3U nguồn đồng, công suất 1.300W một cây. Đó là em Martin 36.000 Plus. Rất nhiều đơn vị thì có giới thiệu em này nó lên đến 1.800W nhưng mà nó không có đâu bác. Chia sẻ luôn với anh em nhé. Em bán đẩy công suất thì em sẽ chia sẻ thực tế luôn về cái công suất thực của em nó luôn. Và rất nhiều anh em hỏi thì là em này nó là chạy sò gì thì em xin trả lời luôn, đó là sò JVK, một trong dòng sò tiếng rất là sáng cho các anh em luôn ạ. Em Martin 36.000 Blood này thì thực sự ra thì không dành cho anh em nào mà cột sống yếu hay là tắc bị đĩa đệm đâu nhá. Rất là nặng. Hàng công suất khủng thì không thể nào mà bảo là nhẹ nhàng được với những dòng class H này. Đấy, chia sẻ cho anh em như thế. Có đầy đủ 3 chế độ đánh giao loa như Prime, Parallel, Steel. Các chế độ đánh riêng lẻ từng kênh hay là chế độ Parallel là chế độ link tín hiệu ra từ kênh chặn sang kênh đè, hoặc là cái chế độ Prime là gộp kênh nhân đôi công suất, kênh A kênh B nó sẽ gộp thành một kênh. Đấy, kênh C kênh D gộp thành một kênh, biến từ con đẩy 4 kênh thành con đẩy 2 kênh, công suất lớn hơn. Cái 1.300W các bác gộp kênh lên thì một vế của nó sẽ là 2.600W. Đấy, quay cho ba anh em. Và với em hàng trưng bày này thì em sẽ xin phép luôn cho bác anh em luôn, đó là so với giá hàng mới thì em sẽ giảm luôn cho bác anh em luôn là 500.000 đồng luôn. Hàng trưng bày thì nó có, các bác nhìn đây, nó có thể có vết bụi này, có vết sức nhẹ ở phía mặt trên. Đấy, hộp thùng hơi xấu một chút thì em thanh lý cho bác anh em nào không quan trọng quá về hình thức. Còn nếu anh em có nhu cầu về hàng mới cứng nguyên thùng nguyên hộp thì em vẫn có hàng mới cho bác anh em nhé. Dù có hàng thanh lý trưng bày đang đỡ thì vẫn bảo hành 1 năm cho anh em bình thường, 12 tháng, 1 trong vòng 60 ngày. Đấy, anh em nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì anh em sẽ thanh toán thôi. Hàng này thì các bác yên tâm, chạy như sự kiện thoải mái, anh em cùng kênh đánh xúc kép thì quá tuyệt vời luôn rồi. Giá đã rẻ rồi, thêm nữa hàng trưng bày còn được giảm thêm 500.000 đồng nữa thì anh em có nhu cầu thì anh em nhanh tay nhá. Anh em nhớ giúp em cái model là Martin Audio MX36.000 Blood. 6.000 Blood, 80 sò lớn JVK có chống chập dây loa và đầy đủ các chế độ đánh giao loa. Và anh em đang xem video thì đừng quên ủng hộ cho em một like và đăng ký kênh phía bên dưới.